hộp dế thu mua của khách hàng cấp đông vào. Đây thì bác khách hàng tăng gói mua dế về nuôi rồi bán sản phẩm cho trang trại Thanh Xuân rồi thì bác ấy lại lên tăng gói thêm lên gói 10 triệu. Dế được cấp đông và xuất bán liên tục cho các nhà hàng. Đây là các cái gói dế để chuẩn bị đi giao tại gần đây. Đây là nhân viên đang đóng gói vào để đi lông để giao luôn cho các khách hàng. Các nhà hàng 3 gói, 4 gói, 5 gói đóng sẵn luôn. Khách hàng người ta gọi điện thì sẽ lên đơn cho nhân viên và sẽ chia nhau em kia ra các chị ơi. Nhau em này, nhau em này đạm ra các chị. Để lên đơn rồi sau đó thì chuyển cho các nhà hàng để người ta bán buổi trưa buổi chiều. Nhân viên đã đóng sẵn rồi, đóng xong rồi lại để vào trong thùng tủ lên rất đông. Các chị cắt này, cắt đi gần thôi. Chia cho các nhà hàng luôn, đây có 1, 2, 3, 4, 5 túi, 6 túi để cho người ta bán, không cần phải đóng thùng xốp, gửi đi xa thì trang trại với đóng thùng xốp. Còn ví dụ như là đây là những cái ghế mà chưa vật đánh nguyên hộp để xuất cho những người có nhu cầu mua nguyên hộp nguyên đánh. Liên tục các đơn hàng trong các tỉnh, ở các tỉnh nhân viên đang đóng chín dế cho bác khách hàng. Bác đến từ đâu nhỉ? Bác Thanh Trì nhỉ? Bác khách hàng đã bán cho trang trại Sân dế thương phẩm rồi, nuôi rồi, bây giờ bác lên nơi tốt thì bác lên bác tăng gói. Là dế đang đẻ và các khay trứng, sau đó thu hoạch các khay trứng này chuyển ra cho bà con. Những khay trứng rất là chất lượng, đảm bảo cho bà con chăn nuôi tốt thành công rồi. Dế nở đều đẹp. Đây là thuốc diệt chuột cộng với cả cám vàng chuột cho nó đỡ âm sang, nó đào bới cho tung hoành ở các cái khu vực. Thuốc diệt chuột mình mua họ ấy. Không biết là mấy bạn em mua ở đâu, anh chẳng để ý luôn. Hình như là trên dịch tễ, trên Lò Đúc bạn. Không hả? Mình để ngoài cho chuột nó lên đây nó ăn thôi. Mình để như này không? Đấy, chỉ sợ mỗi là chuột nó chui vào đâu nó chết thì mình không tìm thấy nữa thôi. Vâng, còn không thì mình đánh bẫy. Đánh bằng cái bẫy dính. Bẫy dính thì con chuột nó khôn thì nó không vào. Đây là ve sầu. Ve sầu để cung cấp cho các nhà hàng. Đây là dế đông lạnh đóng hộp. Còn chỗ này nữa thì đè lên nhiều lắm. Các tủ đều sáng đèn hết. Các cái hộp xốp thì để chuyển cho khách hàng hàng ngày. Đây các hộp xốp thì to nhỏ lớn bé đã rất là nhiều để tập kết liên tục. Các bác các bác cung cấp thùng xốp chuyên để bác ấy sẽ mang xốp đến hàng ngày cho trang trại Xuân. Thì đây cũng không có chỗ để mà tích trữ nữa thì cứ hết buổi chiều tối các bác lại thu mua thùng xốp ở các nơi, thùng đẹp thùng sạch về các bác ấy lại chuyển đến cho trang trại Thanh Xuân để chúng tôi đóng hàng. Nhân viên của trang trại Xuân thì làm mỗi người một việc, làm từ sáng đến tận tối đêm. Các bác khách hàng mà có mua trứng mà đến tầm một khoảng 9 giờ tối trở lại là đều mua được. Hôm nào cũng mở cửa và cũng có nhân viên làm việc đến 9 giờ tối.
Bác có nhu cầu nuôi dế thì liên hệ với trang trại Liên Xuân và tham khảo tại website trang trại Liên Xuân.com, kênh YouTube trang trại Liên Xuân kênh 1, trang trại Liên Xuân kênh 2. Bác ở nhà nuôi thùng gỗ ạ? Thùng gỗ hả? Mét 2, mét 2. Thùng gỗ mét 2 như mét 2. Thế được. Mét 2 như 60 cũng được vâng. Hai kích thước thùng đấy đều nuôi được rất là tốt. Mình chăm sóc nó dễ, thu hoạch nó cũng dễ thôi. Xếp nó dễ, chiều cao thì cao vừa thôi, 6-7 phân để mình cúi được mà. Vàng khổ gỗ luôn, cưa đôi luôn. Và với cả chiều cao của mình là phù hợp, chứ không cao quá, cúi khó lắm, khổ. Cúi khổ đau lưng. Tiền và chúng tôi gửi qua đường ô tô khách qua bến xe về cho bà con.